Ở cái hàng mà thoát 60 bây giờ hiện tại mình không có hàng nên là mình cũng không thể chưa định định giá được ra nó như như nào. Nhưng mà giá của nó ít nhất là nó sẽ không có cái giá dưới 15 triệu. Đây ạ. Đây là hàng mộc hương ta hoa vàng phân khúc 1 tuổi nhá. Phân khúc 1 tuổi. Hàng là rất phù hợp cho bác làm ở nhà có ruộng trống, có đất trống. Các bác lấy cái hàng này về các bác xuống giống nhá. Nếu hàng này xuống giống thì các bác sẽ tiết kiệm được thời gian hơn là các bác xuống hàng hàng 15k. Hàng 15k, hàng mà em bán sỉ hàng mà em bán sỉ cái giống 15k ấy thì mọi người phải nuôi sau một năm nó sẽ được hàng này. Bác nào có điều kiện kinh tế thì các bác có thể đốt cháy giai đoạn bằng bằng việc các bác mua cái hàng to này luôn để trồng thành một cây cây thành phẩm luôn thì sau này các bác sẽ tiết kiệm được thời gian, tiết kiệm được chi phí. Nhiều khi hàng của các bác ra sớm hơn so với thị trường khoảng lửa năm thôi ra hàng sớm hơn thôi thị trường khoảng nửa năm thôi là nó đã, đã làm nên vấn đề rồi đấy ạ em đo là 20 này 40 này 60 này 80 này chiều cao cây nhận tặng mọi người sẽ là cao cây 70 phân đến 80 phân nhá hoa màu vàng lông gà lông vịt con này màu vàng nhẹ nhàng nhá đấy cây này giá thế nào ạ cây này em đang bán giá là 130k một cây em ship từ 10 cây nhá các bác mua từ 10 cây thì được giá là 130k một cây mọi người nhá Em đo này 20 này 40 này 60 này 80 này Thoát 80 phân cho mọi người nhá Thoát 80 ạ Zalo số điện thoại của em là 0969 162 214 ạ Hàng mộng 1 tuổi này em bán giá là 130k một cây em ship từ 10 cây Chiều cao cây nhận tặng các bác sẽ là cao cây 70 phân đến 80 phân Thân gốc của nó gốc điếu thuốc nha mọi người nhá Thân gốc điếu thuốc Uh, các bác trồng hàng này sẽ có lợi hơn cái hàng 15k là các bác sẽ đốt cháy được giai đoạn tiết kiệm được một năm công sức nhá Trồng từ hàng cây giống 15k sau 1 năm thì nó mới cao được như thế này Nên nếu bác nào mà có điều kiện kinh tế như bác có nhiều vốn Thì các bác có thể trồng xuống giống bằng cái hàng 1 tuổi này sẵn luôn Vì tại sao em lại nói là nếu mà mình có điều kiện mình xuống giống từ cái hàng 1 tuổi sẵn này Thì mình uh, có tác dụng là gì Khi mà mình trồng cái hàng 1 tuổi xuống giống này sẵn ấy thì uh, khi các bác trồng thành cây to thì mình các bác sẽ ra được sản sẽ ra được hàng sớm hơn so với thị trường một năm Tức là sẽ sớm hơn so với những người mà trồng cái hàng cây giống một cây giống cây giống 15k được một năm thì là nó sẽ tiết kiệm thời gian của mọi người. Và cái thứ hai là cây này nhà em đã giống thoát thân sẵn rồi. Trồng từ cây giống 15k nếu các bác không có kỹ thuật làm thì các bác thì cây khi nó cây nó lớn lên nó to nó sẽ thay mọc thành cây bụi. Còn cây này nhà em đã giống thành hàng một thân sẵn rồi. Các bác về các bác chỉ việc uh, nuôi bóng nuôi tán thôi thì là sau này sẽ được một cây cây một thân rất là đẹp, bán sẽ được giá hơn nhá. Bán cái hàng như này sẽ được uh, bán được giá hơn. Các bác xem like, à, các bác xem like thì các bác xem like, chia sẻ livestream giúp cho em ạ. Hàng mình bán 130k một cây như này thì là giá bán tại vườn chưa có. Hàng mình bán uh, 130k là giá bán tại vườn chưa có ship nha bạn Quang Nguyễn Hiển nhé Chị Thủy tư vấn tình cảm đi ạ, à. tối nhá, tối nay để phát like. Tối nay phát like tư vấn tình cảm hôn nhân gia đình nhá lâu rồi buổi tối không phát like tư vấn tình cảm hôn nhân gia đình rồi mình thì thỉnh thoảng mình hay mình hay phát like ở trên tiktok vào buổi tối à trên 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 trên, trên facebook vào buổi tối để tư vấn hôn nhân gia đình như các bạn ấy còn các bạn trên tiktok thì mình thực sự là mình cũng chưa bao giờ mình phát like cái trưng cái mặt của mình lên ở trên tiktok để tư vấn cho mọi người về hôn nhân gia đình cả để tối nay phát cả hai cây luôn tiền nốt nhá phát thử xem là như thế nào cây gì vậy cây này là cây uh, ship hà nội 10 cây hết bao tiền ship ạ à? À, cây này mà ship Hà Nội 10 cây hết 100k thì ship nha bạn nhá. 10 cây hết 100k. Cây này là cây mộc hương ta hoa vàng như bạn 7335 nhá. Cây uh, này là cây mộc hương ta nhá 7335 nhá. Mộc hương ta hoa vàng ạ. Hàng một thân nhá, hàng một thân, uh, hàng một tuổi đấy ạ. Hàng mộc hương ta hoa vàng hàng một tuổi đây mình quay cho mọi người quay sát thân cho mọi người xem. Cây nhà mình nó rất là đẹp luôn. Cây nhà mình là uh, cam kết là thứ nhất chuẩn giống mộc hương ta và thứ hai nữa là cây uh, giao cho mọi người là cam kết cam kết là cây một thân thẳng mịn đẹp, không lỗi hàng, không lỗi, không sẹo, không tật. Hàng không lỗi, không sẹo, không tật. Hiện tại kim cây mộc hương này trên thị trường trên thị trường hoa cây cảnh này nó cũng là một một mặt hàng mà đang được rất là nhiều sự quan tâm của mọi người. Nên là bây giờ có rất là nhiều trang bán hàng họ bán hàng kém chất lượng. Tại này vào hội mộc hương ấy nếu bác nào mà chơi Facebook thì các bác vào các hội đam mê mộc hương các bác biết là lại xuất hiện rất nhiều tình trạng lừa đảo bán cây mộc hương nhưng mà giao hàng đã thành cây khác ấy bởi vì có nhiều bác mà bác ấy chưa chơi các bác ấy đi mua hàng giống là các bác ấy chưa nhìn thấy cây mộc hương bao giờ khi nhận hàng các bác không biết phải phân biệt nổi nó là hàng cái hàng mình nhận được các bác cái hàng các bác ấy nhận được nó là có phải mộc hay không thì khi nhận hàng rồi bắt đầu với chụp ảnh gửi đến hội hỏi mọi người là mọi người ơi em vừa mua được cây mộc này mọi người xem hộ em nó là mộc tai mộc tàu thì mọi người lại vào